Mời quý vị lắng nghe lời Chúa Chủ nhật tuần thứ hai mùa chay, ngày 25 tháng 2 năm 2024. Bài suy niệm của nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Marco chương 9. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Suy niệm sự biến hình. Tin mừng tuần thứ hai mùa chay nói về việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba môn đệ là Gioan, Giacôbê và Phêrô. Người đã đưa các ông lên núi và trước mặt các ông, Chúa đã biến đổi hình dạng. Ngay lúc này, các ông như được chiêm ngưỡng dung mạo thánh thiêng nguyên thủy của con Thiên Chúa. Đến nỗi, lòng các ông đã vui mừng và khao khát được ở lại mãi với Chúa. Cũng chính lúc ấy, một lời mời gọi trở nên xác quyết hơn là hãy hướng đến cùng đích đời mình là chiêm ngắm Thiên Chúa trong vinh quang. Lời mời gọi này không chỉ dành cho các ông, mà còn cho những ai là môn đệ Chúa. Hãy biến hình để trở nên xứng đáng với nhân vị làm con cái Chúa, bằng sự chiến thắng mọi cám dỗ, thoát khỏi tội lỗi để mang một dung mạo thánh thiêng của người tôi tớ Thiên Chúa. Đức Kitô hai khuôn mặt với một tình yêu. Trên núi Tabor, khuôn mặt Chúa Giêsu rực rỡ ánh hào quang của một Thiên Chúa. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng quá quen thuộc với một khuôn mặt khác. Khuôn mặt đau khổ trong vườn cây dầu, khuôn mặt đẫm máu trên đồi Canvê. Với hai khuôn mặt mang sắc thái đối lập nhau, nhưng lại có cùng một tình yêu dành cho con người. Biến hình là một khoảnh khắc hào quang rực sáng, tuy ngắn ngủi nhưng báo trước vinh quang phục sinh vĩnh cửu. Thân xác Chúa Giêsu sẽ bước vào vinh quang viên mãn khi thân xác trải qua đau khổ và cái chết thê thảm trên cây thập tự. Ngày nay Chúa Giêsu, Ngài cũng đã và đang biến hình giữa chúng ta. Cùng một tình yêu nhưng Ngài hiện diện với nhiều khuôn mặt khác nhau. Nơi người nghèo khổ, bệnh tật và cả những người tội lỗi. Lời mời gọi trong mùa chay thánh
nhắc nhở chúng ta hãy biến hình để được cùng Chúa bước vào vinh quang. Một cách cụ thể qua ba việc cấp thiết cần làm đó là cầu nguyện, ăn chay, bác ái. Cầu nguyện là chúng ta hãy gắn kết mật thiết với Chúa qua việc siêng năng tham dự các bí tích cùng những việc đạo đức. Chỉ khi chúng ta sống mật thiết với Chúa, chúng ta mới nhận ra người, mới được chiêm ngắm vinh quang của Chúa như các tông đồ ngày hôm nay đã thốt lên rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Ăn chay là sự biến hình trong mối tương quan của ta với chính mình. Con người thường chọn lựa cho mình những thứ hữu hạn chóng qua ở đời này, thay vì vun đắp cho đời sống đức tin. Chính những điều đó đã lôi kéo con người dần xa Chúa mỗi ngày. Mùa chay mời gọi chúng ta sống chay tịnh, là giữ lòng mình thanh thoát khỏi mọi cám dỗ, là từ bỏ mọi bám víu của những của cải vật chất cùng những đam mê tội lỗi để trở về với Chúa. Bác ái là mối tương quan của ta với tha nhân. Chiêm ngắm Chúa biến hình là việc chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng ta qua các bí tích, qua lời Chúa, qua cộng đoàn. Đặc biệt, chúng ta nhận ra Chúa với những khuôn mặt khác, đó là nơi người nghèo khổ, bệnh tật và cả những người tội lỗi. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày chay thánh. Xin cho chúng con biết sống tinh thần cầu nguyện, ăn chay, bác ái trong các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Vì chỉ khi sống tinh thần mùa chay, chúng con mới được chiêm ngắm dung nhan Chúa biến hình. Xin Chúa cho chúng con cũng biến hình để trở nên một con người mới, một con người thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và mọi cám dỗ, để trở nên một con người mang dung mạo của sự thánh thiện, cùng với sự rạng ngời của tình yêu Chúa. Nguồn sống mới đời con
lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến